Lê Thanh, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyện Sài Gòn. Thưa quý vị và các bạn, Sài Gòn là nơi hội ngộ của những nghề độc đáo, nhiều làng nghề nổi tiếng được hình thành. Chính điều này đã góp phần tạo nên một Sài Gòn với diện mạo rất khác biệt. Một trong những nghề mà ít ai biết đến đó là nghề thổi thủy tinh để cho ra những món hàng lưu niệm hết sức tinh tế. Trong chuyên mục Sài Gòn tạp kỹ kỳ này, chúng ta sẽ đến với nghề thổi thủy tinh ở Sài Gòn. Trong chuyên mục phóng sự của ảnh kỳ này, chương trình xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một xưởng đóng tàu mô hình rất độc đáo, mà ở nơi đó những con tàu từ cổ chí kim, từ đông sang tây được phục hiện, đó là xưởng làm tàu thuyền mỹ nghệ của anh Nguyễn Thành Hưng. Nhưng trước hết thì chúng ta hãy đến với chuyên mục nhịp cầu mua sắm. Nắng nóng 37 đến 38 độ C kéo dài cũng là thời điểm các cửa hàng trung tâm điện máy vào mùa kinh doanh cao điểm nhất trong năm. Ước tính lượng khách lui đến và chọn mua hàng giải nhiệt cao gấp đôi ba lần so với tháng trước. Sản phẩm bán chạy nhất là máy lạnh. Sức mua máy lạnh ở siêu thị điện máy Chợ Lớn đang ở đỉnh điểm của năm, tăng 100 đến 150% so với ngày thường. Đại diện siêu thị cho hay, khách hàng ưa chuộng dòng sản phẩm có giá từ 4,5 đến 6 triệu đồng, cũng là dòng hàng mang tính thời vụ, các loại quạt hơi nước, quạt đứng, quạt phun sương được người tiêu dùng ưa chuộng, dù so với năm ngoái giá đã nhích thêm từ 3 đến 5%. Nhiều doanh nghiệp bất động sản phía Nam lên kế hoạch tung hàng loạt dự án căn hộ giá trung bình từ 8 đến 22 triệu đồng mỗi mét vuông từ quý 2, đón đầu thời điểm thị trường phục hồi vào cuối năm. Nhiều công ty bất động sản cho biết sẽ chào hàng bán sản phẩm của các dự án mới. Tuy nhiên, không ít các chuyên gia bất động sản vẫn thận trọng cho rằng năm 2010 chưa phải là giai đoạn bứt phá của thị trường địa ốc phía Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, mà chỉ là bước chạy đà chuẩn bị. Còn gần một tuần nữa đến dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, thế nhưng các chương trình khuyến mãi giảm giá trên thị trường vẫn chưa sôi động, trong khi mọi năm đây được xem là dịp làm ăn lớn của nhà kinh doanh. Các chương trình đang được thực hiện hiện nay chủ yếu của thương hiệu, doanh nghiệp lớn với mức giảm giá từ 10 đến 15% hoặc tặng quà, chưa có nhiều chương trình khuyến mãi lớn ấn tượng. Phòng xuất nhập khẩu xúc tiến Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, so với mọi năm, các doanh nghiệp đăng ký thực hiện chương trình khuyến mãi muộn hơn. Vừa qua từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 4 năm 2010, hội chợ triển lãm thực phẩm dinh dưỡng và an toàn đã diễn ra tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 100 gian hàng thuộc các ngành hàng thực phẩm phục vụ sức khỏe. Hiện nay người tiêu dùng họ có rất một cái nguồn thông tin rất là nhiều và họ hiểu rằng với một sản phẩm thì cái khả năng mà họ tin cậy vào thương hiệu nó phụ thuộc vào cái vấn đề an toàn thực phẩm. Những cái chương trình như thế này chúng ta sẽ cùng với lại các cơ quan quản lý nhà nước đưa những cái kiến thức rất là mật thiết tới người tiêu dùng. Thực phẩm dinh dưỡng do Việt Nam sản xuất giờ đây đã có mặt đều khắp các siêu thị, các trung tâm bán lẻ và đã có chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng. Chọn mua thực phẩm dinh dưỡng an toàn có nhãn mác thương hiệu được coi là tiêu dùng thông minh có hiểu biết. Cái doanh nghiệp Việt Nam sản xuất đảm bảo thì mình thấy cũng chất lượng rất là tốt, chung là xài rất là ổn định. Nếu mà có cái logo hàng Việt Nam chất lượng cao thì mình cũng thấy là đáng tin cậy hơn để mua, và đặc biệt nếu mà công ty nào có an toàn về thực phẩm. Đến với hội chợ, người tiêu dùng không chỉ chọn mua được thực phẩm an toàn chất lượng mà còn được tư vấn miễn phí từ các chuyên gia dinh dưỡng. Tư vấn về dinh dưỡng là mình đem đến một cái phần nào, một cái sự hiểu biết để truyền đạt cho những người mà người ta có nhu cầu ha. Thì bà con nào có nhu cầu tới nhờ bác sĩ tư vấn là bác sĩ rất vui vẻ. Hội chợ thực phẩm dinh dưỡng và an toàn được tổ chức nhằm phát động tháng hành động vì chất lượng vệ sinh thực phẩm. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường các hoạt động thông tin giáo dục, các hoạt động thanh kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ người dân thành phố. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục nhịp cầu mua sắm. Còn bây giờ như thường lệ là chuyên mục phóng sự qua ảnh. Thank you.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây gần 10 năm, anh Nguyễn Đức Thuận đã tình cờ đến với nghề thổi thủy tinh để làm ra những hình thú xinh xắn. Dù công việc vất vả, thu nhập vẫn còn bấp bênh, nhưng anh vẫn quyết tâm đeo đuổi công việc của mình. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với công việc rất độc đáo của anh Thuận qua chuyên mục Sài Gòn Tạp Kỹ kỳ này. Trong một xóm nghèo, trong con hẻm trên đường Cây Sun, phường 14, quận 8, có một cơ sở chuyên chế tác những con thú thủy tinh dùng làm vật lưu niệm. Đây là một cơ sở gia đình với người chủ là bà mẹ, thợ chính là con trai và thợ phụ là cô con dâu. Hàng ngày, từ sáng sớm, đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Đức Thuận và Phạm Hương Giang đã ngồi vào bàn làm việc. Họ bắt đầu chế tác những con thú thủy tinh sinh động, sắc sảo. Tương tự như nghề thợ bạc, những tác phẩm của họ được hình thành dưới cái nóng của ngọn lửa lò khè có nhiệt độ lên đến cả ngàn độ. Những ống thủy tinh cứng rắn được nung nóng và với bàn tay tài hoa của họ, chúng ngoan ngoãn uốn lượn hình thành những đường nét, hình khối, sống động của những con vật rất có hồn. Thuận có hơn 10 tuổi nghề. Để có những nét chấm phá điêu luyện để hình thành nên một con rồng quy chủng, Thuận đã phải trải qua rất nhiều công phu luyện tập thử nghiệm. Mới học á là nói chung cái nghề này mới vô nó cũng thích lắm. Mới vô có khi mình làm tối mình làm mình cầm cái miễn của mình đập xe nữa. Tập xe nó quen nè, mình rung tay không bao giờ mà lúc nào cái ngọn lửa cái tay mình nó để miệng trên ngọn lửa vậy đâu, nó rung như nè. Trong học thì mới học thì nó cũng thích là từ từ mình cũng quen. Chị Giang mới vào nghề nên chỉ chuyên làm những con thú nhỏ. Vừa làm hàng, chị phải vừa lo cho công việc nhà và chăm sóc cho đứa con còn nhỏ. Một ngày hàng nhỏ này thì em làm một tiếng khoảng 20 con. Dạ. Còn tùy như một ngày, tại vì thời gian mình làm ở nhà không có quy định giờ giấc á. Mình làm bao nhiêu tiếng, dù 2 tiếng thì 40 con. Một ngày em làm trung bình là 5 tiếng 100 con. Tỉ mỉ và công phu như vậy, nhưng tiền công cho mỗi sản phẩm thuộc loại hàng nhỏ chỉ là 500 đồng một con. Anh Thuận thì chuyên làm hàng lớn, như loại hàng 12 con giáp, những con ngựa có cánh, giá công mỗi con là 2.000 đồng. Mỗi giờ, Thuận làm được khoảng 7 sản phẩm. Chế tác thủy tinh mỹ nghệ này hình thành ở xóm hẻm 132 đã trên 10 năm. Xuất phát của nghề là từ những người thợ làm trong các hãng sản xuất Đài Loan. Mấy năm qua, các cơ sở cứ rơi rụng dần do những người làm nghề luôn tiếp xúc với ngọn lửa nóng rực và thu nhập của những người thợ cũng không phải là cao. Bà Nguyễn Thị Chính, chủ cơ sở nói. Hiện nay thì nói đúng là từ năm 2007-2008 thì mấy cái lò cái người ta nghỉ người ta không có làm nữa. Thì cô không biết nguyên do là sao, với cô thì cô làm từ hồi nào tới giờ cô vẫn làm. Giờ cái người ta nghỉ nên hồi đó thì hàng thì nó cũng nhiều lắm, mà giờ thì hàng từ năm 2008 thì người ta không có làm ở nhà nữa, ít. Như là hồi đó ở sớm cô làm phải là bốn cái lò nhà nè, bây giờ người ta nghỉ hết còn một mình cô à, với đứa như kia nữa. Hình như năm chứ, 1, 2, 3,
4 năm, 5 cái lò á. Mà giờ ta nghỉ hết còn 2 cái á. Ừ, nên từ chỗ đó bây giờ hàng thì hình hầu như là bán cũng vậy, cũng vẫn chạy như vậy, nhưng mà kiểu ít hàng lại. Cứ khoảng 2 ngày, cơ sở của bà Chính làm được một thùng hàng. Họ cung cấp cho chợ Sĩ Bình Tây, để từ đó sản phẩm tỏa ra khắp các cửa hàng đồ lưu niệm ở thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh miền Tây. Nhu cầu thị trường vẫn rất cao, nhưng do những khó khăn về công thợ, nghề thủ công mỹ nghệ độc đáo này đang có nguy cơ bị mai một dần. Sài Gòn Tạp Kỷ vừa rồi đã kết thúc chương trình Chuyện Sài Gòn kỳ này. Chương trình Chuyện Sài Gòn được phát sóng vào lúc 18 giờ 15 phút tối thứ bảy hàng tuần trên kênh Đồng Nai 1 và được phát lại vào lúc 5 giờ 30 sáng chủ nhật trên kênh Đồng Nai 2. Còn bây giờ Lê Thanh và Thanh Nguyệt xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.